Hà Nội là một bảo tàng sống động về các trò chơi dân gian, thể hiện một niềm vui sống hồn nhiên, những ước mơ bay bổng và lòng nhân hậu trong sáng trong tâm hồn những người Việt Nam bình dị, luôn mong muốn một cuộc sống an lành. Nhiều lễ hội có trò thổi cơm thi và những trò chơi khác mang tinh thần thượng võ, gợi nhớ đến hình ảnh của một dân tộc hàng ngàn năm phải nỗ lực giữ nước, vừa vui sống vừa đánh giặc. Một dân tộc dù có gian lao thử thách đến mấy cũng không làm mất đi những cặp mắt trẻ thơ, trong sáng. Những màu sắc đơn sơ hồn nhiên làm nền cho những dòng tranh dân gian nổi tiếng, sống mãi một niềm cảm hứng chân thành như những thú chơi của người Hà Nội. Phố phường Hà Nội là một rừng cây rực rỡ của những cửa hàng bán đồ mỹ nghệ và quà lưu niệm. Bàn tay của những nghệ nhân làm ra những nụ cười và những sản phẩm tuyệt mỹ. Hà Nội về đêm, rực rỡ ánh đèn, đẹp như trong ca dao. Hà Nội là động hoa đăng, chợ đêm đồng xuân huyền ảo mà không kém phần nhộn nhịp. Khách đi chợ đêm được thưởng thức âm nhạc và sân khấu dân gian, đủ các loại hình nghệ thuật từ hát chèo, sầm, ca múa dân tộc, trống cơm, ca trù, quan họ, rối nước và nhiều tiết mục đặc sắc khác như được hòa vào một dòng chảy âm nhạc tràn đầy âm thanh và nhịp điệu. Nhà hát lớn thành phố là nơi biểu diễn của những dàn nhạc trong nước và nước ngoài, đem đến những cảm nghĩ âm nhạc sang trọng và sâu lắng. Mỗi thời đại, mỗi lứa tuổi đều có những cảm nhận riêng về âm nhạc và nghệ thuật, biểu diễn giải tỏa tâm hồn. Hà Nội là nơi thể hiện phong phú các hình thức và khuynh hướng âm nhạc hiện đại, hòa nhịp với sức sống sôi nổi của tuổi trẻ. Những ngôi nhà cổ là hình ảnh xa xưa của đất kinh kỳ. Hiện nay, phố cổ Hà Nội là một trong những khu phố cuối cùng của châu Á còn giữ được dáng vẻ và dấu tích của sự phát triển đô thị. Phong cách cổ kính mang lại cái duyên và không khí gia đình ấm cúng. Phố cổ và những ngôi nhà cổ cuốn hút nhiều du khách nước ngoài tìm đến với triết lý sống thanh bạch và an tĩnh, sâu lắng như những góc khuất của nội tâm con người, nhưng không kém phần đặc sắc. Bánh cuốn, phở và các món ăn đặc sắc khác làm nên cái phong vị phố phường và hương vị đặc biệt của người Hà Nội trong văn hóa ẩm thực. Thưởng thức miếng ngon là một sự trải nghiệm thú vị nhất của hành trình khám phá và cảm nhận những nét đặc sắc của du lịch Hà Nội. Ở Việt Nam, mỗi năm chỉ có một mùa sen nở. Đấy là lúc cái hồ sen tỏa hương ngào ngạt. Ướp chè sen là một nghệ thuật tinh tế. Thú uống trà của người Hà Nội cũng có nhiều phong vị. Có thể là cuộc trà mang nghi thức trang trọng trong một không gian cổ kính của người thưởng thức. Cũng có thể bình dị với những cốc trà xanh bên quán nước ở phố phường. Người Việt Nam có câu học ăn, học nói, học gói, học mở.
học ăn và nhất là học nấu những món ăn ngon là sự tiếp nhận tinh hoa văn hóa ẩm thực một cách cụ thể và sâu sắc nhất. Nem rán là món ăn ngon rất hấp dẫn du khách đến thăm Hà Nội. Gói nem cũng là một nghệ thuật gợi nhiều thú vị. Chiếc nem vuông vắn được rán vàng ăn kèm với rau thơm với nước chấm đặc sắc là một khám phá thú vị của khách du lịch nước ngoài tới Hà Nội. Du lịch Hà Nội là chuyến du hành tự nhiên đi vào tâm thức qua những khám phá thú vị của cuộc sống mà khám phá sự rung cảm sâu lắng của mỗi tâm hồn.